vua Lý Anh Tông lên ngôi năm 1138, lúc mới 3 tuổi, nên chính sự trong nước vì thế mà do Đỗ Anh Vũ quyết đoán cả. Đỗ Anh Vũ nhân cơ hội nắm quyền bính trong tay nên đã thâu tóm lũng đoạn triều chính, tư thông với hậu cung, gây chuyện loạn trong cung đình. Chúng ta cùng là bề tôi của bệ hạ, đã hưởng bổng lộc của triều đình thì không thể nào dương mắt để lộng thần lợi dụng bệ hạ tuổi còn thơ mà tác oai tác quái, hoành hành ngang ngược. Đúng vậy, từ khi bệ hạ lên nối ngôi, không cứ việc lớn hay nhỏ đều do Đỗ Anh Vũ kia quyết định cả. Hắn còn cả gan ra vào cung cấm tư thông với Lê Hậu, dựa thế được sủng ái mà ngày càng kiêu ngạo. Đúng vậy, phải tiêu diệt tên lộng thần kia đi. Dừng kêu! Anh Vũ ra vào cung cấm, tiếng xấu ầm cả ra ngoài, còn tội gì lớn hơn nữa? Chúng ta sẽ thay hoàng thượng trừ khử đi tên gian thần nhà ngươi. Các người dám? Thánh chỉ tôi, hoàng thượng có chỉ. Đỗ Anh Vũ thân làm bề tôi mà lộng quyền, làm việc trái đạo, nay chấm giao cho đình úy xét xử việc này, khâm thờ. Mời đại nhân xuống kiệu. Thưa Thái Hậu, phải làm gì để cứu Đỗ Anh Vũ đại nhân ra khỏi đại lao đây? Thì ta đã suy nghĩ mấy ngày nay để cứu Đỗ đại nhân đây. Người đừng làm bản cung rối trí nữa. Theo ý của nô tài, chi bằng Thái Hậu hãy cho người đưa cơm rượu vào đại lao cho Đỗ đại nhân, trong đó kèm theo vài thỏi vàng. Có ai là không ham vàng bạc, bọn Vũ Đái cũng là người mà. Ý hay lắm. Vậy người hãy mau cho người làm đi. Vũ Đại Huynh, tại sao Đỗ Anh Vũ ở trong ngục mà có sơn hào hải vị trẻ chén no say lại còn đưa vàng cho đám lính cai ngục? Có phải các huynh tham của đút lót nên để cho hắn tự do ngông cuồng cả trong ngục thất như vậy không? Đó không phải là việc của ông. Các huynh tham của đút lót, rồi đây Đỗ Anh Vũ kia thoát tội thì ta với các huynh không thoát khỏi việc báo oán của hắn đâu. Chỉ bằng giết nó trước đi, kẻo để mầm họa về sau. Quan điện kia thấy bình tĩnh. Tội Anh Vũ là đáng chết thật, nhưng phải đợi mệnh lệnh của vua chứ không được tự tiện giết người. Điện tiền Vũ Đái, sao lại tham của lót của người ta mà không tiếc đến mạng mình? Trước sau gì mình cũng không thể thoát chết, chỉ bằng tự tìm đến cái chết còn hơn sau này chết dưới tay của tên tiện nhân Đỗ Anh Vũ. Vụ án Đỗ Anh Vũ là vụ án lớn nổi tiếng thời vua Lý Anh Tông. Đến đây, tội thần Đỗ Anh Vũ vẫn được bao che bởi thế lực của hậu cung nên vụ án vẫn chưa được giải quyết. Dưới thời vua Lý Anh Tông, thái úy Đỗ Anh Vũ chuyên quyền lộng hành trong triều đình Đại Việt. Điện tiền chỉ huy sứ Vũ Đái cùng với Chí Minh, Bảo Ninh Hầu và phò mã lang Dương Tự Minh bắt giam Anh Vũ. Vua xử án, Anh Vũ bị đày làm cảo điển nhi, tức là đầy đi làm người cày ruộng cho nhà nước ở vùng Cảo Xã. Thái Hậu, người chớ lo lắng buồn rầu mà tổn hại dung nhan. Người nói xem, ta không buồn sao được. Ta thì ngồi trong màn che trướng dù, còn Đỗ đại nhân thì đang phải phơi nắng cày ruộng ngoài kia. Vậy Thái Hậu hay nghĩ cách cứu Anh Vũ đại nhân, chứ người cứ ủ rũ thế này thì sao lo được việc lớn. Hoàng thượng đã đích thân xét xử, đã vậy bá quan văn võ đều cho rằng Anh Vũ phải tội chết. Người nói xem, làm sao để cứu được hắn đây? Thái Hậu, chẳng phải Đại Việt ta có lệ mỗi năm đều tổ chức lễ hội hay sao? Trong lễ hội, hoàng thượng thường ân xá giảm tội cho các phạm nhân. Nay người có thể thay hoàng thượng mở hội, vừa làm nức lòng dân chúng, qua đó án của Anh Vũ đại nhân không phải đã được giảm đi vài phần hay sao? Ý hay, ý hay. Có vậy mà ta không nghĩ ra. Mau, người mau lo việc tổ chức lễ hội cho ta. Nô tài tuân lệnh. Một thời gian sau, họ Đỗ kia đúng là phúc dày mạng lớn. Khi xưa hắn lộng quyền làm nhiều điều sai quấy,
Vậy mà chỉ phải tội Điển Nhi. Ai ngờ hắn được tha tội, còn được giữ nguyên chức cũ. Từ khi anh Vũ kia trở lại làm thái úy phụ chính, hắn càng được cưng chiều, trong tay nắm hết quyền họa phúc trình sát. Chúng ta phải cẩn thận, kẻo làm phật lòng hắn mà phải họa sát thân. Dạ, mời đại nhân. Rót thêm cho ta đi. Đại nhân uống đi ạ. Rượu. Dạ thưa đại nhân, các quan trong triều đều về phe của Vũ đại nhân rồi ạ. Bọn Vũ đái kia thật to gan lớn mật. Chúng định đối đầu với ta sao? Ta sẽ cho chúng biết anh Vũ ta lợi hại như thế nào. Bẩm hoàng thượng, thiên tử quân trong cấm thành lâu nay làm việc tắc trách nên không đúng ý bể trên. Hạ thần xin hoàng thượng hãy lập một đội quân phụ quốc về đô, giao cho giữ việc đi bắt phạm nhân. Được, việc này thái úy tùy nghi lo liệu. Dạ thưa hoàng thượng, trước đây bọn Vũ đái tự tiện đem lính cấm quân xông vào nơi khuyết đình, còn tội nào lớn hơn nữa? Nếu không sớm trừ đi, e mai kia sinh biến thì không thể trị được ạ. Khánh hãy cho người bắt chúng lại cho trẫm. Tuân lệnh. Vua Lý Anh Tông không xét trước sau, nghe theo lời tâu của Đỗ Anh Vũ nên cho bắt giam Vũ Đái. Người bị xử tử, kẻ bị giáng chức tước, người bị lưu đày. Sự thưởng phạt bất công bằng của nhà vua gây nên hậu quả lớn trong triều, khiến quần thần không phục, lòng dân oán thán. Cơ đồ nhà Lý lâm vào cảnh rối ren. Sau vụ án của Đỗ Anh Vũ năm 1150, để ổn định lại triều chính và giữ nghiêm phép tắc của triều đình, vua Lý Anh Tông đã ban hành những điều luật quy định chặt chẽ về việc ra vào trong cung. Bấy lâu nay, Đỗ Anh Vũ ra vào cung cấm vô phép tắc, nên từ cung nữ đến thái giám cũng lộn xộn bất nghiêm. Đỗ Anh Vũ dựa thế mình là hoàng thân quốc thích mà leo lên quyền cao chức trọng, hưởng biết bao bổng lộc của triều đình, vậy mà không biết thân biết phận, làm lũng đoạn triều cương, vấy bẩn hậu cung. Tiên đế mệnh yểu thác khi tuổi còn quá trẻ nên hoàng thượng mới 3 tuổi đã phải giữ ngôi cao. Anh Vũ kia lại danh ma dựa vào hậu cung để gây điều sai quấy, ở đó cũng là một phần lỗi của vi thần không kịp thời can gián. Khanh xem, hoàng cung là nơi thâm nghiêm, vậy mà người người ra vào chẳng khác nào. Hoàng thượng hãy mau chóng chỉnh đốn triều cương, để ra những điều nghiêm cấm trong cung phủ để ổn định lại triều chính và giữ nghiêm phép tắc của triều đình. Khanh nói phải. Mau, mau xếp hàng vào để nghe tổng quản đại nhân phổ biến quy định mới của hoàng thượng. Tất cả các người hãy nghe đây. Hoàng thượng đã ra quy định và những điều cấm trong cung phủ. Tổng quản đại nhân, ngài hãy đọc cho chúng nô tài nghe đi. Thứ nhất, phàm là hoạn quan không được tự tiện ra vào nơi cung cấm. Ai vi phạm thì bị tội chết. Kẻ nào canh giữ không cẩn thận để cho người khác vào cung cũng sẽ bị tội như vậy. Thứ hai, các quan triều không được đi lại nhà vương hầu. Ở trong cung cấm không được hội họp bàn bạc chê bai. Thứ ba, không được qua lại ngoài điện đầu hành lang nơi để khí giới của quân phụng quốc vệ đô. Ai can phạm sẽ phải phạt 80 trượng và bắt tội đồ. Người vào trong hành lang ấy thì bắt tử hình. Người giữ việc phòng vệ ở hành lang nếu không có chiếu chỉ mà tự tiện cầm khí giới qua điện đầu hành lang thì cũng đồng tội. Các người đã nghe rõ những điều ta đọc hay chưa? Dạ. Vậy các ngươi hãy ghi nhớ, chớ có phạm phải, kẻo không ai cứu nổi các ngươi đâu. Giờ thì ai trở về làm việc của người đó đi. Dạ vâng thưa. Như vậy các quy định và điều nghiêm cấm trong cung phủ đã ban ra, từ cung nữ thái giám đến các quan và các vương hầu đều được phổ biến kỹ lưỡng. Bởi vậy, các ngài hãy phân công người giám sát, nếu ai vi phạm thì phải xử lý thật nghiêm ngặt.
Vâng, thưa đại, đại nhân. Khi triều đình vừa trải qua vụ án Đỗ Anh Vũ, vua Lý Anh Tông đã nhanh chóng đưa ra những điều nghiêm cấm trong cung phủ, giữ nghiêm phép tắc trong cung đình nhà Lý. Trong suốt thời gian cầm quyền của mình, vua Lý Anh Tông rất chú trọng đến việc phát triển thương mại, nổi bật là việc thiết lập Trang Vân Đồn. Bên cạnh đó, vua còn hết sức chú trọng đến việc giữ gìn, bảo vệ biên cương trên bộ, trên biển và cả vùng hải đảo. Năm 1172, khởi bẩm hoàng thượng, từ khi người lên ngôi trị vì thiên hạ, ngoài việc đảng Thân Lợi nổi loạn ở phía bắc đã được dẹp yên, thì dọc vùng biển từ Trang Vân Đồn tới phía nam giáp Chiêm Thành đều bình an vô sự. Đó cũng là nhờ trời Phật và các vị tiên đế phù hộ cho Đại Việt ta, lại có hoàng thượng anh minh sáng suốt cầm cân nảy mực. Mấy năm gần đây, hoàng thượng thường xuyên đi tuần du biển biên viễn từ bắc chí nam, vừa cho các thủ trưởng địa phương biết sách lược của triều đình đối với các vùng đất xa xôi, từ đó mà bỏ tâm lực để phụng sự triều đình. Mặt khác, hoàng thượng càng thêm thấu hiểu đời sống muôn dân, lại được tỏ tường đường xá xa gần của nước non Đại Việt. Tô đại nhân nói phải. Nhớ mùa hạ năm trước, trong chuyến tuần du ấy, trẫm đã biết được bao nhiêu điều mà nếu không phải mắt thấy tai nghe, thì ở nơi kinh thành xa xôi làm sao trẫm biết dân ta còn chịu nhiều nỗi khổ cực. Chẳng hay chồng cô có chuyện gì hay sao mà kêu khóc thảm thiết như vậy? Dạ thưa bác, chồng tôi đi biển đánh cá ngoài biển khơi. Đêm qua có một trận bão lớn, không biết họ sống chết thế nào. Thôi, mọi người đừng ở đây than khóc nữa. Chúng tôi sẽ giúp mọi người đi tìm họ. Mọi người hãy về nhà đi. Vâng, đa tạ đại nhân. Phiền hai vị hãy chỉ đường cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi tìm thêm người, đi ra biển tìm những người dân trại bị mắc nạn. Dạ, dạ vâng ạ. Hôm đó nếu không có quan quân tìm thấy thuyền cá đã trôi dạt thì chắc họ đã bỏ mạng rồi. Vì con tôm con cá, dân ta phải mang cả tính mạng đánh cuộc với biển khơi, thật muôn vàn hiểm nguy rình rập. Có những chuyến tuần du thâm nhập vào đời sống của dân, ta mới thấu hiểu được những nỗi vất vả ấy của dân. Điều mà khi ở trong cung cấm đối với trẫm chỉ là những bản tấu chương. Còn khi chứng kiến tận mắt, đó không chỉ là nỗi đau về tinh thần mà còn đau đớn về thể xác. Như hồi năm 1161, khi thần cùng phó tướng Đỗ An Di đi tuần tra vùng biên giới, cuộc nổi loạn của đám lính đảo ngũ cùng quần tụ nhau lại cướp bóc của dân thật là đáng trách. Cũng may hoàng thượng kịp thời sai Lý Công Tín đi đánh dẹp, loạn ấy mới được yên. Đất nước ta bao gồm cả rừng cả biển, vùng biên viễn trên bộ hay đường biên xa xôi nơi biển khơi đều rất quan trọng. Thế nên triều đình ta phải chú ý cẩn trọng và cương quyết ứng phó với các sát trại vùng biên. Dạ vâng, thưa hoàng thượng. Trong thời gian trị vì của mình, vua Lý Anh Tông thường xuyên tổ chức những chuyến đi tuần du để xem xét miền biên viễn từ bắc chí nam, từ biên giới trên bộ đến vùng biển đảo. Ý thức giữ gìn cương giới của non sông của triều đình nhà Lý là cơ sở để các triều đại về sau tiếp nối bằng ý thức bảo vệ và đấu tranh, một lòng vì giang sơn xã tắc. Vua Lý Anh Tông có hai hoàng tử là Long Xưởng và Long Cán. Theo lệ thường, Long Xưởng là hoàng tử cả sẽ được lập làm hoàng thái tử. Nhưng vua Lý Anh Tông nhận thấy vì hoàng tử Long Xưởng là người bất tài lại hoang dâm vô độ, nên năm 1175, vua Lý Anh Tông quyết định lập con trai thứ là hoàng tử Long Cán làm hoàng thái tử. Năm 1174. Người thật hỗn láo, người có biết ta là ai không mà dám? Mỹ nhân, nàng vừa trẻ vừa đẹp, vậy mà nàng bằng lòng hầu hạ một ông già ốm yếu như phụ hoàng của ta sao? Thật là uổng phí dung nhan trời phú. Người to gan quá rồi, ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Nàng thật không biết điều. Nàng tuổi còn trẻ tới hoàng cung này tranh giành sự sủng ái của phụ hoàng với mẫu hậu của ta. Bà ấy là hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ, đã đầu ấp tay gối, trải qua bao ân tình với phụ hoàng từ thuở Hàn Vi. Nàng cậy mình còn trẻ có chút nhan sắc mà định làm chủ hậu cung này ư? Người chớ dùng lời sảm ngôn mà khua môi múa mép. Long Xưởng kia thân làm hoàng tử, vậy mà dám giở trò mê hoặc, tư tình với các cung phi trong hậu cung.
đến thiếp mà hắn còn có ý định. Để con làm việc sằng bậy, người làm phụ hoàng như ta thật đáng hổ thẹn. Hoàng tử uống đi ạ. Mời hoàng tử. Tháng 2 năm 1175. Thái tử là cội gốc của nước. Long Xưởng đã làm điều trái đạo. Chậm muốn cho Long Cán được đối ngôi báu, nhưng hắn còn nhỏ tuổi, e là chưa gánh vác nổi. Nếu đợi lúc lớn lên thì chậm đã già rồi, biết làm thế nào? Bẩm hoàng thượng, giả ám hoàng tử Long Cán tới tẩm cung của Nguyên Phi, mà hoàng tử nhìn thấy hoàng thượng cứ đòi vào đây. Chấm quyết định rồi, chấm sẽ lập Long Cán làm thái tử và để Long Cán nối ngôi. Được ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, đất thiềng châu ngọc bảo bối không gì không có, nước khác không thể ví được. Còn hãy nên cất giữ cẩn thận. Tổ thái phó, hãy giúp thái tử trị vì giang sơn. Hoàng thượng hãy yên tâm, y thần sẽ hết lòng vì thái tử. Việc bỏ con trưởng lập con thứ là Lý Long Cán làm thái tử của Hồ Lý Anh Tông cho thấy vua chú trọng tới việc chọn người kế vị, chọn người phò tá. Bởi vậy, sau khi vua Lý Anh Tông mất, thái phó Tô Yên Thành luôn một lòng làm theo di nguyện của vua Lý Anh Tông, trợ giúp vua nhỏ Lý Cao Tông cai quản mọi việc của đất nước. Thái phó Tô Yên Thành là một vị quan nổi tiếng cương trực dưới thời vua Lý Anh Tông. Năm 1175, trước khi vua Lý Anh Tông mất, đã giao cho Tô Yên Thành giữ chức nhập nội kiểm hiệu thái phó Bình Chương quân quốc trọng sự, ra phong tước vương và làm phụ chính phò tá thái tử Lý Long Cán lên ngôi vua. Hoàng thượng, nay sức khỏe của hoàng thượng còn yếu, Long Cán thì còn quá nhỏ, chẳng thể lo toan việc nước. Chỉ bằng lập lại Long Xưởng làm thái tử, dù sao hắn cũng đã trưởng thành. Nàng đừng thuyết phục chẫm việc này nữa. Long Cán tuy còn nhỏ, nhưng đã có thái phó Tô Hiến Thành phò trợ, chẫm cũng thấy yên tâm một phần. Bẩm hoàng thượng, có Tô thái phó tới ạ. Cho vào. Hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui trước ạ. Hoàng thượng thấy trong người thế nào rồi ạ? Tổ thái phó, Long Cán còn quá nhỏ, khanh hãy giúp trẫm lo liệu. Hoàng thượng yên tâm, đó là bổn phận của vi thần. Tháng 7 năm 1175, vua mất ở điện Thụy Quang, miếu hiệu là Lý Anh Tông, ở ngôi 37 năm, thọ 40 tuổi. Sao ông ấy đi mãi tới giờ này vẫn chưa về? Ông đã về rồi đấy à? Hồi sáng nay, Thái hậu có tới phủ gặp tôi, bà ấy còn ban vàng bạc châu báu. Bà ấy muốn ông nói giúp lên triều đình để hoàng tử Long Xưởng kế vị. Vậy là bà đã nhận vàng bạc của Thái hậu ư? Tôi đã cường quyết không nhận, nhưng bà ấy... Ta là đại thần, nhận di lệnh của tiên đế, phò giúp ấu chúa. Nếu nay nhận của lót mà làm việc phế lập, thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở dưới suối vàng nữa. Bà hãy mau mang vàng bạc kia vào cung trả lại cho Thái hậu. Tô thái phó, tiên đế mệnh yểu mà đoản thọ, thái tử Long Cán còn quá nhỏ, hãy để hoàng huynh Long Xưởng của nó nối ngôi, tránh thiên hạ nổi loạn. Thái hậu, lần trước thái hậu ban vàng bạc cho phu nhân của thần, thần đã bảo bà ấy vào cung nói rõ với thái hậu, chẳng nhẽ thái hậu còn chưa hiểu thần hay sao? Ta một lòng vì triều đình, mong thái phó hãy nghe theo lời ta. Thưa thái hậu, làm điều bất nghĩa mà được giàu sang,
có lẽ nào bậc trung thần nghĩa sĩ lại vui lòng mà làm được. Huống chi lời tiên đế hãy còn vang vẳng bên tai, thái hậu chẳng nghe nói về chuyện Y Doãn và Hoắc Quang đấy ư? Thần quả thật không dám vâng lời, vì thần xin cáo lui. Tô Yên Thành được nhân dân tin yêu, triều thần nể trọng không chỉ bởi tài năng và mưu lược mà còn bởi sự cương trực thanh liêm. Dù phải làm trái ý thái hậu, nhưng ông quyết một lòng thực hiện theo di nguyện của tiên đế Lý Anh Tông. Năm 1176, thái tử Lý Long Cán lên ngôi lúc mới 3 tuổi, lấy hiệu là Lý Cao Tông. Tuy vua còn nhỏ tuổi, nhưng được thái phó Tô Yên Thành hết lòng phò trợ nên đất nước được yên, kinh tế xã hội đều ổn định. Đại Việt năm 1178. Tiên đế qua đời, quốc tang đã mãn, thái hậu lại ban yến cho các triều thần, chắc là muốn cổ vũ các quan hết lòng vì triều đình. Đúng vậy, vua nhỏ nối ngôi còn chưa lo liệu được, may mà có Tô thái phó đứng ra đảm trách phụ chính nên triều đình mới không bị lùng lầy. Tới nơi rồi, mau vào kẻo thái hậu trách phạt. Chúng thần khấu kiến thái hậu. Các hành chớ đa lễ, hiện nay chiêm thành đang vào vùng biên viễn hòng xâm lấn đất nước ta. Nơi biên thùy thì người mán quấy rối, hoàng thượng thì hãy còn thơ ấu, chưa cáng đáng nổi trong lúc đất nước lâm nguy. Các khanh đội ơn dày của triều đình nên lo toan việc nước. Bẩm thái hậu, chúng thần đâu dám lơ là bổn phận. Là ta thấy bây giờ chi bằng lập long sưởng để yên định xã tắc mà thống nhất lòng dân. Các khanh nghĩ sao? Bẩm thái hậu, quan thái phó Tô Hiến Thành là bậc cố mệnh đại thần, thái hậu đã nhiều lần khuyên dụ rồi đấy, chúng thần không dám trái ý. Thưa thái hậu, tạ ơn thái hậu đã bàn yến, đã đến giờ chúng thần phải cáo từ rồi ạ. Năm 1179, Tô thái phó, người hãy cố gắng uống hết bát thuốc này thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Vụ tán đường thật vất vả cho người. Thái phó khỏe còn lo việc nước, tôi chỉ làm chút việc một, có gì là vất vả đâu. Dạ, cảm tạ thái hậu đã đích thân tới thăm lão gia nhà thiếp, thật vất vả cho thái hậu rồi. Tô thái phó là bậc đại thần trong triều, nay ông bệnh, ta tới thăm là phải lẽ. Tô đại nhân, ông đang lâm bệnh, còn việc triều chính, ai có thể thay ông là quốc tướng mà gánh vác? Bậc thái hậu, chẳng chúng ta có thể làm được. Vũ tán đường ngày ngày hầu thuốc thang cho ông, sao ông lại không tiến cử? Thái hậu hỏi người có thể thay thế thần, nên thần mới cử trần chúng ta. Nếu thái hậu hỏi người săn sóc nuôi dưỡng thần thì không phải tán đường thì còn ai nữa? Ông đúng là người chính trực. Dù bị dụ dỗ mua chuộc, nhưng thái phó Tô Yên Thành quyết làm theo di chiếu của vua Lý Anh Tông. Không những vậy, ông luôn gạt bỏ tình riêng, lấy lợi ích của đất nước và nhân dân làm trọng. Bởi thế ông được triều thần nể trọng, dân chúng kính yêu. Đến nay, ông vẫn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.